Xin chào các bác. Các bác đang xem video được phát trên kênh Tuấn HD xe đạp thể thao. Tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2023, em lại tiếp tục lên cho các bác một chiếc xe dòng Touring. Một chiếc xe tay ngang mang thương hiệu Trek, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Chiếc xe này có model là Trek FX7.4. Một chiếc xe mang cái màu sắc là màu đen sần các bác nhá. Đen sần, đen nhám hay còn gọi là màu đen mờ đấy ạ. Màu này nó sẽ khác màu đen bóng là nó sẽ không để lại dấu vân tay khi các bác sờ vào. Các bác chạm vào thì nó sẽ không để lại dấu vân tay, rất là sạch sẽ. Màu đen và những cái dòng chữ tên thương hiệu cũng như là những cái họa tiết ở trên xe thì là mang cái màu sắc là màu trắng. Thương hiệu Trek được in màu trắng rất là nổi bật. Chiếc xe này thì được bán với cái tầm giá trên 10 triệu các bác nhé. Một cái mức giá rất là hợp lý. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Trek 7.4 FX thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Số này có đăng ký Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo với em. Tầm giá trên 10 triệu các bác nhé. Một cái mức giá rất là hợp lý để các bác có thể sở hữu một mẫu xe thể thao chính hãng, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Em sẽ đi một vòng để cho các bác cùng ngắm chiếc Trek 7.4 FX. Chiếc xe này thì được trang bị đầy đủ hết đồ chơi rồi các bác nhé. Gần như đầy đủ hết đồ chơi rồi. Những cái trang bị này là chủ cũ bên Nhật người ta đã lắp sẵn trên xe. Và xe về như thế nào thì em bán lại cho các bác như vậy. Trên xe thì đã gồm có này, chuông Nhật, đồng hồ tốc độ, gọng nước, đèn phản quang phía sau, túi yên, chân trống và có kèm luôn cả một đôi gọng nước các bác nhé. Đây là hai, đây là cái chắn bùn ạ, xin lỗi các bác. Kèm luôn cả chắn bùn, chắn bùn theo xe từ Nhật gửi về. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc Trek 7.4 FX để cho các bác cùng tham khảo cái mẫu xe Touring đường phố này. Em sẽ đi vào phần đầu xe, đây là phần tay lái phía bên phải của xe. Phần tay nắm ghi đông là tay nắm zin của Bontrager. Tay nắm Bontrager và trong cái phần tay nắm này nó có một cái dòng chữ IM ở trong này, đó là Isozone. Tức là cái công nghệ giảm chấn độc quyền của Trek. Một công nghệ giảm chấn chỉ có trên Trek thôi các bác nhé. Bên trong này là một cái hợp chất gel rất là mềm. Các bác khi mà cầm nắm vào ấy thì rất là đầm tay, rất là thoải mái. Và các bác đi trên đường, nếu mà đi vào những chỗ đường xấu, đường sóc, ổ gà thì nó sẽ không bị tê mỏi tay các bác nhé. Chiếc hợp chất gel rất là mềm. Công nghệ Isozone độc quyền của Trek, mềm đấy các bạn. Tay nắm Bontrager zin theo xe. Tay nắm thì không xước sát gì nhé các bác nhé. Chủ cũ thì người ta đi cái xe này gọi là rất là lướt, hầu như là rất ít sử dụng. Đây là phần tay phanh và tay bấm xả phía bên phải của xe. Tay phanh là tay phanh V, cụm phanh V, và tay bấm xả Asera Shimano chính hãng Japan. Đây gồm có 9 cấp độ các bác nhé, 9 cấp độ tương đương với là 9 tầng lip phía sau. Xe được trang bị 9 tầng lip. Chuông là chuông theo xe, chuông của Nhật, chuông của hãng Kerai, một thương hiệu rất nổi tiếng và chuyên có những cái phụ kiện xe đạp chính hãng rất là hay. Đồng hồ theo xe là đồng hồ iGPS Sport. Đồng hồ này đồng hồ chạy GPS các bác nhá. Nó sẽ không sử dụng cái nam châm gắn ở vành bánh mà nó sử dụng định vị bằng vệ tinh. Các bác cứ đi xe ra ngoài đường là nó sẽ tự tính tốc độ, vận tốc cho các bác. Đó, đồng hồ kèm theo xe luôn. Đây là phần ghi đông pô tăng của xe, là ghi đông pô tăng của Bontrager. Ghi đông pô tăng Bontrager rất là mới. Pô tăng Bontrager các bác nhé, pô tăng nhôm.
đây là phần tay lái phía bên trái, cùng có tay phanh V và tay bấm xả Acera 3 cấp độ tương đương với 3 từ đĩa. Cái phần tay nắm cao su phía bên trái của xe thì cũng giống như bên kia, rất là mới, không một vết xước này. Đó, các bạn nhìn rất là mới. Công nghệ giảm chấn ISO Speed độc quyền của dòng Check. Tay nắm cầm rất là êm các bác nhé. Phần đầu xe thì như thường lệ sẽ là cái logo quen thuộc của Check, logo hình chiếc khiên. Đó, sáng bóng luôn. Và đây là phần khung càng của xe. Xe được trang bị khung nhôm, khung công nghệ nhôm alpha, nhôm siêu nhẹ của Check. Và càng của xe là càng carbon. Em sẽ quay chi tiết cái phần càng để cho các bác ngắm đó nhé. Đây là phần càng xe, phần càng phía bên phải của xe. Càng carbon rất là mới, rất là đẹp. Đó, quay và zoom thật chi tiết để cho các bác cùng quan sát. Phanh V phía trước là cụm phanh của Techtro. Cụm phanh của Techtro. Vành bánh của xe thì được trang bị cặp bánh Bontrager. Bánh Bontrager các bác nhé. Cặp bánh rất là mới. Và lốp thì là lốp cũng là lốp của Bontrager. Lốp này có kích thước là 700 × 32. Hình thức của lốp thì rất là mới luôn. Đó, xe gọi là sử dụng rất là ít. Lốp Bontrager, bánh Bontrager đồng bộ. Lốp 32 nhìn rất là gấu, đi rất là đầm các bác nhá. Đi rất là đầm và êm. Phần khung xe, đây là phần gióng ngang. Gióng ngang của xe có một vết xước. Trên đỉnh gióng ngang thì có in đời xe là đời 7.4, logo của Check, cũng như là phân khúc FX series. Check cái khung chéo thì có in tên thương hiệu Check màu trắng. Xe thì được thiết kế tại Mỹ. Đây là gọng nước theo xe. Gọng nước chủ cũ người ta đã gắn kèm và tặng luôn cho các bác. Công nghệ nhôm alpha độc quyền của Check. Và đây là cái gióng đứng của xe. Thiết kế tại Mỹ. Cọc yên xe cũng đồng bộ của Bontrager nha các bác nhé. Cọc yên xe của Bontrager, yên Nebula của Bontrager rất là mới, không một vết xước nào xung quanh cả, không sờn rách. Yên ngồi rất là thoải mái, rất là êm. Còn đây là phía sau cũng là cụm phanh V của Techtro. Đèn phản quang phía sau được lắp sẵn. Cụm phanh Techtro và vành bánh phía sau cũng đồng bộ. Lốp Bontrager 700 × 32 và vành cũng là vành của Bontrager. Rất là mới ạ. Em sẽ đi vào bộ chuyển động. Xe thì sử dụng 3 tầng đĩa phía trước. 3 tầng đĩa. Và đây là phần đùi phía bên phải của xe. Không một vết xước các bác nhá. Đùi rất là mới. Sẽ quay phần răng đĩa cho các bác cùng quan sát. Đây là phần răng đĩa. Răng đĩa còn rất là mới luôn các bác nhá. Nó chỉ bị mốc, bị bẩn thôi. Bởi vì chủ người ta không đi mà, người ta giữ trong nhà. Chiếc xe rất là mới. Pedal là pedal theo xe, được trang bị sẵn từ bên Nhật. Phần càng phía sau
vẫn còn cái lớp băng dính bảo vệ càng. Quy đề sau là quy đề của Shimano Deore, rất là mới coi nhá. Chín tầng lip cũng là lip của Shimano. Lip Shimano. Em sẽ quay phần phía bên trái của xe. Phần bên trái. Nó hơi bị ngược sáng các bác nhé. Xe rất là mới, không phí xước này. Dây là đi toàn bộ là đi âm trong khung hết các bác nhá. Dây đề, dây phanh đều đi âm trong khung. Đây là phần phía càng trước bên trái của xe. Tì bật. Phần đuôi trái cũng rất là mới. Pedal. Gạt đĩa là gạt đĩa của Shimano Acera. Phần yên. Cọc yên Bonchager. Đây là chân trống được trang bị sẵn ở trên xe các bác nhé, chân trống Nhật. Tất cả đồ là đồ theo xe từ Nhật về. Em sẽ lắp cái chắn bùn này vào để cho các bác cùng xem các bác nhé. Chắn bùn này rất là hay. Chắn bùn thì nó sẽ đã lắp sẵn một cái tai bằng kim loại đây, mình có thể tháo ra ở chỗ này các bác nhé. Bạn không thích bác phải tháo ra. Còn các bác tháo chắn bùn thì lắp rất đơn giản. Bác đây có một cái chốt khóa này. Các bác cài cái lỗ này vào. Đó, cài cái lỗ này vào hai cái tai sắt này. Cài vào, sau đó các bác gạt cái khóa này xuống. Đó. Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã lắp được cái chắn bùn phía trước của xe. Và cái phía sau thì cũng tương tự như vậy. Nó có cái tai sắt đây, các bác sẽ cài vào cái lỗ này. Cài vào, sau đó các bác ấn cái chốt này xuống. Đó, rất là tiện, rất là đẹp. Nó quay từ xa tổng thể cho các bác cùng quan sát lại chiếc Check 7.4FX. Chiếc xe thì được trang bị sẵn đủ các đồ rồi các bác nhé. Về các bác chỉ cần mua thêm một chiếc, nếu mà các bác đạp xe vào buổi sớm, sáng sớm hoặc là buổi tối thì các bác chỉ cần trang bị thêm một chiếc đèn pin là các bác có thể sử dụng chiếc xe này một cách hoàn hảo rồi. Xe thì được trang bị đồ đạc nguyên zin đồng bộ của Bonchager. Tất cả các chi tiết trên xe đều rất là mới. Kèm theo chuông, đồng hồ tốc độ GPS, gọng nước, hai chiếc chắn bùn trước sau, pedal, túi yên, đèn phản quang phía sau và chân trống theo xe. Một chiếc xe rất nhiều đồ chơi. Bác nào mà quan tâm đến chiếc Check 7.1FX này thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại trên màn hình các bác nha. Số điện thoại của em thì có đăng ký Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác cùng tham khảo mẫu xe Touring đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Một chiếc xe chính hãng các bác nhé, bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi ạ. Xe rất là đẹp, rất là mới. Chắn bùn các bác không thích thì các bác có thể tháo ra, rất là đơn giản.
các bác gạt cái này lên. Đấy, là nó ra đấy. Phía sau cũng vậy, các bác gạt chốt lên, rút ra. Các bác cất đi. Hôm nào trời mưa thì các bác vẫn muốn đạp thì các bác có thể cho vào, sau đó gạt xuống là ok. Video thì cũng tương đối chi tiết và đầy đủ rồi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu check 7.4x thì hãy nhấc máy alo cho em nhé. Video thì em xin phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào các bác.